Khó khăn không anh? Sao anh? Em trả lời trước. Tội anh mà. Tao hỏi anh. Ủa hỏi anh à? Bằng tuổi em mà đóng vai anh em có gì đâu không? Không, có gì mình cảm xúc như thế nào? Mình có gì khó khăn không để mà gọi một người bằng tuổi mình là em á? Trời, thật sự ra lúc mà quay phim á Tuấn không hề đau. Cho đến hôm nay em xin nhắc cho mình biết mình phải đau. Không phải tại em. Thật sự ra là
anh quen cái kiểu mà anh Tuấn quen cái kiểu mà mọi người á thì nhỏ rồi lúc mới dậy thì đúng không, lúc mới dậy thì mà mới bể giọng mà mẹ đã chê là giọng như dịch đực rồi, rồi từ đó rồi mọi người cứ kêu là sao mình già, kể cả đi thi vô trường sân khấu á, vô đó rồi ai cũng nói mình già nhìn thấy ghê, mới lúc đó mới có 20 tuổi mà mọi người kêu là nhìn mà giống như là hai mấy tuổi 30 tuổi, cho nên riết quen rồi đó. Nhiều khi chỉ có những người khác bỡ ngỡ chứ mình cũng không có buồn lòng, cũng không bỡ ngỡ, cũng thấy cũng bình thường. Hôm nay em cũng ngạc nhiên lắm khi mà em biết luôn. Em nhắn lại lần hai là đau á. Em xin lỗi. Thực ra là từ lúc mà lần đầu tiên Isaac gặp Tuấn là Isaac đã gọi anh Tuấn một cách gọi là rất bình thường rồi đúng không? Cho đến giờ gặp quay xong phim ở ngoài đời vẫn gọi là anh mà. Ngoài đời gọi anh, chỉ có là bản thân Phượng là hơi khó thôi, bởi vì là lần đầu tiên mà gặp Tuấn để mà bàn vai diễn này mà phải xưng là chào em, anh rất là vui được gặp em và phải xưng anh với Tuấn, là cảm giác lúc đấy rất là ngượng miệng khi mà đứng trước mặt Tuấn và phải xưng anh với Tuấn. Ô, hình như anh sợ dự án không thành thì sao đến giờ anh dám nói hả? Chứ lúc đấy anh gặp Tuấn và anh kiểu nhưng mà Tuấn được nên xưng tên chào Tuấn Phượng cứ để cho nó thân mật, hay là mình phải ra vai ngay, mình là đạo diễn mình hơn tuổi mình phải xưng anh, nhưng mà nhìn mặt Tuấn và cảm giác xưng anh và gọi Tuấn là em rất là khó. Khó em. Nhưng mà cũng may là bây giờ quen rồi cho nên là đỡ ngượng, lúc đầu rất là ngượng miệng khi mà nhìn Tuấn như này và gọi Tuấn là chào em. Dạ, cho em xin được hỏi là có anh chị nào cũng muốn đặt câu hỏi cho ekip của mình nữa không ạ? Có câu hỏi nào nữa không ạ? Ok. Dạ em là Huy bên Anh Linh TV, để em xin hỏi một câu dành cho Diệu Nhi và cô Phi Phụng. Tại vì ở dự án mà
thì họ đánh giá về nhân vật Isaac như thế nào? Thực ra cái thời gian mà để cho đoàn phim giao lưu với khán giả Hàn Quốc không nhiều, cho nên thực sự là họ chỉ sẽ chia sẻ chung chung thôi. Nhưng mà Isaac rất là vui bởi vì có rất là nhiều những khán giả Hàn Quốc và họ ngồi xem. Isaac nghĩ hầu như là khoảng 70-80% là khán giả Hàn Quốc. Và khi họ xem xong Isaac bước vào rạp, tất cả mọi người đều mắt ướt hết mà họ khóc. Và họ có chia sẻ rằng là mặc dù họ đã từng được xem phim bản gốc rồi, nhưng mà khi xem phim Việt Nam họ vẫn cảm nhận một cái gì đó rất mới mẻ và rất cảm xúc. Họ cười mặc dù họ không biết là diễn viên đùa cái gì trên đấy bởi vì là tiếng Việt mà, nhưng mà họ sau đấy họ lại khóc rất nhiều. Và họ cũng đã gửi lời cảm ơn đến ekip Việt Nam vì đã làm lại một phim của Hàn Quốc nhưng mà theo một cách rất riêng, và họ cảm thấy rằng là họ rất là yêu thích phim bản mới này không kém như phim bản gốc cả. Isaac cũng chia sẻ là mình đã từng đóng rất nhiều vai chính, và đây là tại vì nhiều vai chính nên là ở đây cái tính độc đáo và cái tính khó khăn của nhân vật này là những cái kích thích đồng nghĩa cho mình kỹ thuật. Nên chúng mình mong muốn là một sắc mới cho cái tên Isaac trên màn hình. Isaac nghĩ rằng là đối với Isaac, bản thân Isaac làm bất cứ điều gì Isaac đều phải muốn nó mới cả. Mới không phải chỉ cho khán giả mà mới phải cho bản thân mình. Bởi vì nếu mà làm bất cứ một cái gì mà cứ lặp đi lặp lại một thời gian dài chắc chắn sẽ gây nhàm chán, và Isaac cũng cảm thấy là bản thân mình cũng nhàm chán đi hẳn. Cho nên là việc tham gia bộ phim này, bởi vì nó cho Isaac rất là nhiều cái cơ hội để học hỏi những kỹ năng mới. Mỗi bộ phim như vậy, Tấm Cám cũng như vậy, Sông Lan cũng như vậy. Isaac học cải lương để hát Sông Lan, hay là phải học cưỡi ngựa đánh nhau và đánh kiếm để đóng Tấm Cám, thì ngay đến anh chơi qua Isaac bắt buộc phải học judo. Có là mỗi một cái gì mới mình đều được học, thì đối với Isaac đó là một cái gì đó rất tuyệt vời mà Isaac như là tiền bạc và những thứ khác không thể nào mua được. Và một trong những cái điều mà Isaac cảm thấy khá là vui khi mà mặc dù chỉ có 10 ngày để học judo thôi, nhưng mà tất cả những phong cảnh đánh judo của Isaac đều được mọi người cảm thấy rất là yêu thích và mọi người cảm thấy thuyết phục. Ngay cả các khán giả ở Busan cũng vậy, họ cũng nói là ôi bạn tập judo bao lâu, thì Isaac nói là Isaac chỉ tập trong vòng 10 ngày thôi, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Thì Isaac nghĩ rằng là cái sự cố gắng của mình cuối cùng cũng được khán giả đón nhận, và Isaac cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ thấy điều đấy khi mọi người xem bộ phim này. Thực ra đó còn một cái ý tiết nhỏ là về đóng một cảnh một lần ba một. Với Isaac thì điều đó nó làm cái gì thú vị nhất khi đóng cảnh một người? Cực kỳ khó, bởi vì Isaac nghĩ rằng là nếu mà đóng vai một người mù mà bạn nhắm mắt lại mà bạn giả mù thì rất là dễ, từ lúc đó bạn không thấy thật sự. Nhưng mà đối với Isaac, phân cảnh trong tất cả phân cảnh trong bộ phim Isaac đều phải mở mắt và mình phải đóng như một người mù. Có nghĩa là Isaac phải tập làm quen với cảm giác mù trước, là trong khoảng thời gian mà trước khi đóng phim là hầu như ngày nào Isaac cũng phải bịt mắt mình lại ăn cơm, tắm rửa và sinh hoạt tất tần tật mọi thứ trong bóng tối. Và sau một thời gian khi mình đã quen với cảm giác mù rồi, thì gần đến ngày quay thì Isaac bắt buộc phải mở bịt mắt ra để mình làm quen với cảm giác là thấy đường nhưng mà mình vẫn nhớ cảm giác của một người mù như thế nào. Thì đó là một thử thách rất lớn, bởi vì Isaac nghĩ rằng là khi chúng ta nhìn những người mà khiếm thị á, mọi người sẽ thấy là đa phần là mọi người sẽ quen với hình ảnh như người khiếm thị, mà cái tròng mắt của họ không còn bình thường như con người bình thường, nó bị đục. Nhưng mà cái nhân vật trong bộ phim này, mặc dù anh ta khiếm thị nhưng mà mắt anh ta vẫn trong, có nghĩa là mọi người nhìn mọi người sẽ không biết anh ta bị mù. Thì có rất là nhiều trường hợp như vậy nhưng mà chúng ta vẫn chưa được thấy. Thì sự lo lắng của Isaac và các diễn và các nhà sản xuất và đạo diễn rất lo lắng là làm sao mà để thuyết phục khán giả đây là mù thật sự, bởi vì nhiều người chưa tiếp cận với những người mù mà khi mà tuổi tinh thể của họ vẫn trong thì mọi người sẽ không cảm thấy nó thuyết phục. Nhưng mà Isaac nghĩ rằng là mình đã cố gắng làm sao thể hiện cái nhân vật này theo cách riêng của mình, và đúng với trải nghiệm mình đã tập rất là kỹ rồi, hy vọng rằng là mọi người sẽ cảm nhận được cái sự khó khăn cũng như cái nỗi khổ của nhân vật của Isaac.